chúng ta đều luôn rộng mở chào đón họ, không vì chủng tánh vana của họ mà có sự phân biệt. Ta như nhánh sông nhỏ của dòng sông chánh pháp. Bây giờ ngàn vạn dòng suối nhỏ đều đổ vào dòng sông ấy. Sư tỷ à, có thật là 3 tháng sau Buddha sẽ nhập đại Niết Bàn không? Em thật sự không nỡ một chút nào hết. Phải đó, Ngài đúng là một đấng giác ngộ từ bi. Ngài đến đây để thuyết pháp cho chúng ta nghe lần cuối cùng. Mỗi lần nghĩ đến Ngài sắp vào Niết Bàn thôi là người tôi cứ phát rung lên không thể nào dừng được. Ngày hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến được từng giọt nước nhỏ đã hợp thành đại dương như thế nào. Có 3 chân lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Một là tâm rộng lớn, 2 là lời nói hòa nhã, 3 là dùng căn tánh từ bi để phụng hiến suốt cuộc đời. 3 câu châm ngôn này, đó chính là nền tảng để xây dựng nhân tính, khiến chúng sanh yêu thương thân thiện. Dù nghèo hèn hay giàu sang, thì cuộc sống đều có sự khổ đau. Chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni, cho đến hôm nay, những kiến thức mà ta truyền trao lại cho các con cần phải tư duy tường tận, quan sát cẩn thận, ứng dụng vào trong việc tu tập. Trước tiên phải tự mình lãnh hội lấy, rồi mới có thể chia sẻ với người khác. Từ hôm nay, các con phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là truyền bá chân lý vô thượng đến với tất cả chúng sinh. Không nên vội tin vào bất cứ điều gì, dù đó là lời của ta từng nói, cho đến khi nào các con vận dụng học thức và trí tuệ của chính mình. Sau đó tư duy, xác định điều đó hoàn toàn đáng tin, không còn nghi ngờ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, tất cả các pháp đều là vô thường. Sinh ra rồi chết đi, khởi lên rồi diệt. Các con phải luôn tinh tấn để được giải thoát. 3 tháng sau tính từ ngày hôm nay, Tathagata sẽ nhập Đại Bát Niết Bàn. Thầy Anuruddha, mỗi lần chúng ta đi khất thực đều nghe thấy lời phản đối Buddha. Buddha như con voi to lớn ngẩng cao đầu. Muốn phá hủy hình tượng của Ngài thì chỉ tự làm tổn thương mình trong lời gièm pha. Thầy có còn nhớ Buddha đã giải thích một cách đơn giản như thế nào cho bà La Môn của Vesali nghe không? Những điều ông nói hoàn toàn trái ngược nhau. Ông tin có đời sau, lại không tin sự tồn tại của tự ngã. Không có tự ngã thì làm sao có đời sau chứ? Ngài nói không sai. nhưng điều này không hề xung đột lẫn nhau, không có tự ngã, cũng có đời sau. Như vậy nghĩa là sao? Ngài từng nhìn thấy trái xoài chăng? Chúng ta lấy hạt của nó trồng xuống đất, nó lại mọc thành cây xoài, sau đó kết thành trái. Chẳng lẽ đây không phải là đời sau của cây xoài sao? Đây là Ngài đang phủ nhận bản tính. Thưa Thánh Nhân, điều thứ nhất trong tứ thánh đế mà Ngài đưa ra, tất cả đều là khổ, thế gian đều là khổ, sinh khổ, chết cũng khổ, trong cuộc sống chỉ toàn khổ đau. Đây không phải là suy nghĩ tiêu cực hay sao? Ông nói không sai. Nhưng sau thánh đế thứ nhất, ta lại nói thánh đế phía sau. Đó là sự chấm dứt khổ. Nói đến sự chấm dứt khổ, điều trước tiên ta giải thích cho mọi người biết khổ là gì. Ta chỉ cho mọi người biết làm sao để chiến thắng khổ. Như thế thì làm sao có thể nói là hoàn toàn tiêu cực được chứ? Ông đến đây là để hủy hoại thế giới này, để cho các thanh niên đều đi làm tỳ kheo. Ta không hề hủy hoại thế giới. Điều ta muốn mọi người buông bỏ là những thú vui giả tạo, dắt dìu họ tìm về cội nguồn của sinh mạng. Đi trên con đường này cần có lòng dũng cảm. Chỉ có những bậc đại dũng mới có thể làm được. Trong thế giới rộng lớn này, tay ôm bình bát, mỗi niệm đều chuyên chú vào thân tâm, giống như đang bước đi trên đầu mũi dao vậy. Một đứa trẻ chưa thức tỉnh rất có thể khiến cho gia đình của nó được thăng hoa, nhưng mà cũng có khả năng mang đến cho họ tổn thất rất lớn. Cũng như vậy, tỳ kheo xem cả thế gian như gia đình của họ vậy. Một vị tỳ kheo tỉnh thức cũng có thể khiến thế gian này có sự thăng hoa. Ngài nói rất đúng. Ngài dạy về đạo không được sát sanh, khiến cho các chiến sĩ đều trở thành người tu hành. Họ muốn thể hiện chính nghĩa, nhưng lại khiến cho họ luôn mang cảm giác tội lỗi. Không sai. Nhưng không sát sinh chính là một dạng chuyển hóa. Bạo hành vĩnh viễn không thể dập tắt được bạo hành, nhưng mà tình thương có thể làm được điều này. Đây là quy luật tự nhiên. Ai ai cũng sợ hãi trước cái chết. Nếu ông nhận thức được người khác cũng có tư tưởng giống như vậy, thì lúc đó sẽ tự giác buông bỏ bạo lực thôi. Bạch Đức Như Lai, Ngài có biết con đang nhớ ra điều gì chăng? Con đang nhớ có một lần Ngài đến giảng pháp, nhưng lại im lặng. Ngài không nói điều gì, chỉ hái một đóa sen từ trong hồ, rồi cầm đến trước mặt các tỳ kheo. Con nhớ lúc đó trên cành đóa sen vẫn còn dính bùn. Thời pháp đó được gọi là lời dạy của Hoa Sen. Chúng con đều không hiểu, chỉ có thầy Maha Kassapa hiểu được ý của Ngài thôi. Những gì ta dạy cho hàng tỳ kheo có điều diễn giảng bằng lời nói, nhưng có điều không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Ta đem pháp ấy truyền lại cho Maha Kassapa. A Nan à, Nếu sự kỳ diệu của bông hoa đang nở được quan sát dưới cái nhìn của con mắt thiền định chúng ta, thì toàn bộ cuộc sống của Thầy cũng hoàn toàn thay đổi. Xin Ngài nói thêm nữa thưa Thế Tôn. Đóa sen trắng ấy, hành trình sinh mạng của nó bắt đầu từ ở trong nước, qua nở, sinh trưởng, và rồi sau đó đứng vững ở trong nước. Cũng chính như vậy, ta sẽ đem chân lý giải thoát dựng lên giữa thế gian luân hồi này. Một trong những điều bí ẩn của sinh mạng là giải thoát ra khỏi sự sợ hãi, không lo lắng chuyện tương lai, không vương vấn những đau thương trong quá khứ, cũng không ỷ lại hay sợ hãi con người trong quá khứ của con. Thêm một chân lý khác của sinh mạng, đó là con lưu luyến một người, một vật nào đó, nhưng cuối cùng cũng phải mất đi từ giây phút con không còn đưa tay ra cầu xin giúp đỡ. Cũng chính là lúc con đã đạt đến sự giải thoát. Thưa Buddha, ngày bản thân con cũng đều sẽ ra đi, nhưng Ngài vĩnh viễn luôn ở bên con cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài là ngọn đèn sáng trong tâm hồn của con, sẽ luôn mãi mãi soi sáng bước đường con đi. Được gặp Ngài thật là phước lành lớn lao. Đối với hàng phàm phu chúng con, xin Ngài từ bi thương xót, nhận lời thỉnh cầu của con. Chúng con đều là những người dân thường, vậy thì Ngài có thể dẫn dắt chúng con đến với chánh pháp, có được hay không? Vợ con có một tâm nguyện rằng xin Ngài dạy cho chúng con những điều quan trọng trong cuộc sống của hàng tại gia. Này Kunda, đối với cuộc sống hôn nhân thì bình đẳng là điều quan trọng nhất. Một gia đình mà hai vợ chồng biết thương yêu hòa thuận thì gia đình đó mới có sinh khí thịnh vượng. Sự thịnh vượng này có thể lan tỏa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Trong thế gian, sự kết hợp của vợ chồng cần phải vượt ra khỏi sự ham muốn của thể xác và vật chất. Người vợ là một phần cơ thể của người chồng. Người chồng nên dành cho vợ sự tôn trọng và danh dự, cũng không nên làm vợ mình mất mặt trước mọi người. Người vợ không nên làm trái với chuẩn mực của người phụ nữ. Và người chồng cũng phải sống xứng đáng với đạo làm chồng, tránh xa các thói hư tật xấu. Mỗi quyết định của người chồng cần phải nghĩ đến tâm nguyện của người vợ. Yêu thương chồng mình cũng chính là trách nhiệm của người vợ. Xem gia đình chồng giống như là gia đình của mình, giữ vai trò là bến đỗ yêu thương, quan tâm chăm sóc cho mỗi thành viên trong gia đình chồng, tôn trọng nhau như là khách quý. Các vị tin tưởng lẫn nhau, vậy thì chân lý vô thượng sẽ thuộc về các vị. Đức Thế Tôn từ bi, xin Ngài hãy nói cho chúng con biết nên chú ý những gì mới có thể đi trên con đường mà Ngài đã chỉ dạy. Phải thân cận người tốt. Những người không thể chuyên chú vào chánh niệm dễ khiến cho các con trở nên lười biếng giải đãi, tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu hành, thì cảnh giới trong tâm của con sẽ thuần tịnh, không tạp nhiễm. Nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp, bất luận làm nghề gì, trong việc buôn bán hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Trước hết phải tìm hiểu rõ ràng rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm đun nước, đừng xem nó như một công việc tầm thường, không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Đối với bất cứ duyên lành nào trong cuộc sống đều không nên ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Hạnh phúc, thành công và của cải của con nên chia sẻ với mọi người, tránh xa cờ bạc và rượu chè. Làm người cần phải khiêm cung lễ độ, thân thiện mà ngay thẳng, có cơ hội cúng dường chúng tỳ kheo hoặc tu tập thiền định đều có thể tiêu trừ âu lo trắc trở. Cuối cùng, tâm hồn của mình sẽ cảm nhận được sự tịch tịnh vô thượng. Các vị phải nhớ rằng, mỗi sớm mai chúng ta mở mắt trong ánh bình minh của một ngày vừa mới bắt đầu. Phải ý thức rõ mình cần phải làm gì, đó là điều rất là quan trọng. Người ta thường bỏ quên sự cảm ơn. Con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn. Giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Chúng ta mang trong lòng sự cảm ơn, cũng giống như đóa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc giữa thế gian này. A Nan à, lấy y của ta trải trên tảng đá giữa hai cây kia, ta sẽ nghỉ ở đây. Dạ Thế Tôn. Anuruddha. Anuruddha, tự tánh của tất cả pháp, tức là Tathagata, vạn sự vạn vật đều đến từ như vậy. Do đó, hoa sen từ như vậy sanh ra, thầy Anuruddha từ như vậy sanh ra, tất cả các thầy đều từ như vậy sanh ra. Mọi người ai cũng vậy, A Nan cũng vậy, vũ trụ đều từ như vậy sanh ra. Đã từ như vậy để sanh ra và sau đó lại trở về với như vậy, cho nên mới gọi đó là đi như vậy. Tất cả pháp không từ một nơi nào sanh ra, cũng không từ một nơi nào biến mất. Hết thảy các pháp thường trụ từ xưa tới nay vẫn là như vậy. Từ hôm nay, con và các tỳ kheo sẽ tôn xưng Ngài là Như Lai, là để nhắc nhở chúng con rằng chúng con cũng đầy đủ bản tính Tathagata này. Nếu chúng ta bị bệnh đau đầu, chúng ta nghĩ đau đầu là một phần của Tathagata, cơn đau cũng có thể chấm dứt. Nguyên nhân là khi chúng ta đem một nửa sức lực đối kháng với lại cơn đau, còn một nửa kia để trị lành cơn đau. Hai phần sức mạnh này làm tổn hại tâm trí chúng ta còn hơn cả cơn đau đầu. Nếu chúng ta tiếp nhận cơn đau đầu này và bản thân chúng ta đều như vậy sanh ra, thì không còn sự đối kháng nữa. Như vậy thì tất cả sức mạnh của chúng ta đều có thể tập trung vào việc chữa lành cơn đau. Mời Ngài, thưa Thế Tôn. Buddha ơi, chân đế vô hình trong sinh mạng của Ngài lại trở nên đơn giản dễ hiểu như vậy, khiến cho những tâm hồn đáng thương của chúng con cũng có thể nhìn lại hiểu ngay. Sao vậy thầy Anuruddha? Lòng nhẫn nại của thầy luôn được xưng tụng, sao bây giờ lại rơi lệ? Thầy có biết không, tôi có linh cảm là đêm nay Buddha sẽ nhập Niết Bàn đó. A Nan à, đầu của ta quay về hướng Bắc, nằm nghiêng bên phải. Dạ thưa Thế Tôn. Thầy hãy nhìn xem, mùa xuân vẫn chưa đến. Vậy mà hoa trên cành sa la cũng đã bắt đầu đông đưa sắc thấm. Xem kìa, những cành hoa này giống như những hạt mưa từng hạt rơi xuống trên y của Tathagata. Rừng cây này đẹp quá. Còn ở bên kia, mặt trời đang ngả về hướng Tây. Ánh hoàng hôn rực cả chân trời. Các con có nghe thấy tiếng nhạc của cây sa la đang di du uốn lượn theo chiều gió không? Tâm của ta đầy ắp hân hoan trước khung cảnh mỹ miều này. Các thầy tỳ kheo thân yêu của ta, nếu như các thầy thật lòng muốn bày tỏ sự tôn trọng và yêu quý ta, thì hãy đem chánh pháp áp dụng vào đời sống tu hành, từng phút từng giây chuyên tâm chánh niệm. Anuruddha, A Nan đâu? Gọi thầy ấy đến đây. Đừng khóc A Nan. Nhìn thấy thầy khóc, làm sao Buddha an lòng được? Trấn tĩnh lên đi. Đi vào, Tathagata gọi thầy đó. Đừng hoang mang A Nan. Ta thường nhắc nhở con mà. Tất cả pháp đều là vô thường. Sinh mạng vốn là con đường đi đến cái chết. Tụ hội chính là biểu hiện của sự chia ly. Có nước lớn, ắt phải có nước trồng. Nếu như không có cái chết thì làm sao có sự sinh ra chứ, A Nan? Con đã tận tụy hầu hạ ta, ta vô cùng cảm kích. Con đã tận tâm tận lực giúp đỡ ta. Con có rất nhiều phẩm tính cao đẹp, nhưng con vẫn có thể tiến xa hơn được nữa, nỗ lực hơn nữa để vượt ra khỏi dòng sinh tử này, chứng được giải thoát của nội tâm, trưởng thành từ trong mỗi lần đau khổ. Ta biết những điều này con có thể làm được, và cũng là điều khiến ta cảm thấy an lòng, thầy A Nan. Thầy có 4 phẩm tính. Lời nói của A Nan rất nhẹ nhàng. Bất luận được thứ gì đều cảm thấy vừa lòng. Thầy A Nan luôn bình đẳng đối với tất cả mọi người. Sự trầm mặc và ít nói của A Nan khiến ai cũng thấy vui lòng. A Nan, bao nhiêu năm nay con hầu hạ ta không chút hoài nghi. Sau lễ trà tỳ của ta còn nhiều di nguyện cần đến con hoàn thành. Bạch Như Lai, xin Ngài đừng nhập diệt ở đây. Thành Kusinara này chỉ là một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà đất, còn có rất nhiều thành đô lớn thích hợp để Ngài nhập Niết Bàn, chẳng hạn như là thành Rajagaha hoặc thành Savati mà Ngài yêu thích, hay thành Kosambi và thành Varanasi. Xin Như Lai chọn một nơi trong các thành đó để mọi người có cơ hội nhìn thấy Ngài lần sau cuối. A Nan, thành Kusinara này là nơi Tathagata thấy ý gì nhất? Rất nhỏ và còn có rất nhiều ngôi nhà đất. Con hãy nhìn những cánh hoa kia, từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống đất. A Nan, trước khi ta từ bỏ xác thân này, con xem chúng cứ từ từ rơi xuống. A Nan à, con hãy làm giúp ta một việc. Đến thành Kusinara và nói với vua Mala, Buddha đang đợi ông ấy trong rừng này. Nói với ông ấy rằng ngay trong đêm nay, vào lúc canh ba, Buddha sẽ nhập Đại Niết Bàn. Như vậy là canh ba đêm nay Ngài nhập Đại Niết Bàn sao? Đúng vậy A Nan. Do đó, con hãy mau chóng đi báo cho vua Mala biết được tin này. Nhưng con sợ con đi rồi thì... Không đâu A Nan, ta không vào Niết Bàn trước canh ba đâu. Ta có thể nhìn thấy rõ tương lai. Sau khi ta nhập Niết Bàn, vua Mala sẽ nói, tại sao ta nhập Niết Bàn trong rừng của ông ấy mà lại không báo cho ông ấy biết? Chỉ cần A Nan con còn sống thì tâm nguyện của ngài nhất định sẽ được hoàn thành. Ngay bây giờ đây, con sẽ đi báo cho vua Mala. Hãy nhớ cho kỹ, con đường của ta không phải đưa các con trốn tránh cuộc đời này. Ta tin rằng con người có thể thay đổi khi tiếp xúc với việc thiện hoặc là việc ác của người khác. Niềm hy vọng này dành cho những tâm hồn cao thượng. Vận mệnh của con người được quyết định từ nơi hạnh nghiệp của họ gây ra. Chúng ta sinh ra trên đại địa này, mọi cảm thọ đều là khổ. Trong thế gian luân hồi này đầy ắp những khổ đau bi thương. Thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau. Thế gian này là nơi cư trú của bậc giác ngộ. Nhưng bậc giác ngộ cần phải biết thức tỉnh. Bây giờ, đây chính là trách nhiệm của các con. Vô minh sinh ra đau khổ, ưu sầu và vọng niệm, nóng giận, tham lam, ngã mạn, tự phụ, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng sẽ dẫn dắt con người vào đường xấu. Tuy là hai tướng, nhưng sống và chết không có sự khác biệt, mà nó là một thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm chướng ngại. Một khi dẹp trừ được tất cả mọi chướng ngại, thì toàn bộ sinh mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập, không ỷ lại, không vướng mắc. Giới, định, tuệ và 8 con đường chân chánh có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Ta nhắc lại thêm một lần nữa, đó chính là chánh kiến, đó chính là chánh tư duy, đó chính là chánh ngữ, đó chính là chánh nghiệp, đó chính là chánh mạng, đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là chánh niệm, và đó chính là chánh định. Đêm dài thâm thẳm, đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm. Đối với kẻ mỏi chân, và đối với người sống trong lầm mê, không hiểu rõ được chánh pháp là gì, vậy thì suốt cuộc đời của họ sẽ chỉ toàn là khổ đau, bất hạnh. Bất cứ loại tri thức nào, dù các con tự đọc được hoặc là nghe chư vị trí giả giảng giải, thậm chí là những lời mà ta nói ra, đều không nên vội vàng tin. Phải dùng học thức và trí tuệ của mình để quán xét lấy, sau đó phân tích và chứng nghiệm nó. Bạch Thế Tôn, nếu trên con đường chân lý chúng con gặp được Ngài thì sao? Trên con đường chân lý, gặp bất cứ ai, đều không nên vội tiếp nhận. Nếu gặp được Buddha thì đừng cho đó là cứu cánh, cho dù gặp cha của chính mình. Cũng không được vì vậy mà rời bỏ đường chánh. Cuộc sống của các con cần phải nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Đừng nên ỷ lại vào kẻ khác. Bạch Thế Tôn, vua Mala đến xin được bái kiến ngài. Bạch Thế Tôn, ngài có thể giáng lâm nơi đây, khiến khắp nơi trong thành nhỏ này sáng ngời ánh hào quang. Tôi muốn được gặp Buddha. Có thể nói chuyện với Buddha vài câu không vậy? Buddha rất mệt. Phiền ông đứng đây chiêm ngưỡng nhé. Tôi có việc vô cùng quan trọng muốn thưa với Buddha. Nhưng mà xin thầy hãy báo lại với Buddha một lần thôi. Ông danh tánh như thế nào? Tôi là Bà La Môn Subhadda. Bạch Thế Tôn, có nhiều nơi như vậy, sao ngài lại chọn thành Kusinara ạ? A Nan à, ta còn một bài kinh chưa giảng và còn truyền giới cho một tỳ kheo cuối cùng. A Nan, để cho Subhadda vào đây đi. Ta muốn nói với ông ấy vài câu. Thưa tôn giả, từ lâu con rất ngưỡng mộ học thức của ngài rồi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy được sắc tướng trang nghiêm thật là một vinh hạnh. Ông có thắc mắc gì hả? Thưa tôn giả, con từng nghe đến các ngài như Puruna Kassapa, Makali Gosala, Ajita Kesakambali, Sancaya Belatthiputta và Niganthanataputta. Đây là những bậc trí giả nộm thế gian này. Theo như ngài thấy, họ đã chứng được trí tuệ chân thật hay chưa vậy? Đáp án của vấn đề này không quan trọng. Ông cũng đã đến đây rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là ta sẽ dạy cho ông biết lấy chánh pháp duy trì chánh hạnh, chỉ dẫn cho ông đạt được trí tuệ chân thật. Từ trong cái diệt thấy được cái bất diệt, trong buồn đau nhìn thấy hoan hỷ, trong tàn bạo thấy được tình người, trong sự xấu xa nhìn thấy điều tốt đẹp. Vô minh đã che lấp đi tầm nhìn của con người. Nếu chúng ta phá tan màn ảo tưởng đó, thì hết thảy khổ đau, hết thảy sầu lo tự nhiên không còn. Trong lòng của chúng ta, từ bi và tha thứ bắt đầu giác tỉnh. tình cảm của chúng sanh đều như nhau. Nếu ông không phải là người giác ngộ, sẽ không phát hiện được điều thú vị của giác ngộ. Và nếu ông sinh lòng mong cầu giác ngộ, thì ông cũng sẽ trở thành Buddha. Thưa tôn giả, ngài có bằng lòng thu nhận con làm tỳ kheo không? Aniruddha, thầy hãy truyền giới cho ông Subhadda đi. Ngay bây giờ sao, thưa Thế Tôn? Ngay lúc này, Subhadda đã thọ giới. Ông ấy là vị đệ tử tỳ kheo sau cùng của ta. Subhadda, năng lực của giác ngộ chính là Buddha. Con người giác ngộ ở nơi tư duy của ông. Buddham Saranam Gacchami. Con đường giác ngộ đó chính là Pháp. Dhammam Saranam Gacchami. Vận dụng hết toàn bộ thân và tâm của ông vào việc tu hành, đó là Tăng. Sangham Saranam Gacchami. Các thầy tỳ kheo thân yêu của ta, nếu các thầy còn có bất cứ nghi ngờ nào đối với giáo pháp mà ta dạy, bất kỳ vấn đề gì, hãy mạnh dạn hỏi ra. Đừng để lỡ mất cơ hội. Nếu có ai trong lòng vẫn còn sự nghi hoặc, thì bây giờ hãy hỏi đi, để sau này không phải hối tiếc. Lúc các thầy đang ở trước mặt của ta lại không nói ra. Các thầy tỳ kheo thân thương của ta, trong việc tu hành của các thầy, nếu có nghi hoặc nào cứ việc nói ra. Bạch Đức Như Lai, thật không thể nghĩ bàn ngài đã hỏi đi hỏi lại 3 lần, nhưng không có tỳ kheo nào đặt câu hỏi. Con tin tưởng hàng tỳ kheo, tin tưởng tăng đoàn đều đã lãnh ngộ được những kinh điển mà Như Lai giảng dạy, hoàn toàn tin phục vào chân lý vô thượng mà ngài đã chỉ bài. Như vậy là mọi người cuối cùng đều có thể chứng Niết Bàn. A Nan à, điều con nói xuất phát từ lòng tin thuần tịnh. Nhưng trong đời ta xưa nay đều luôn biết rõ, ta biết rằng tất cả các vị tỳ kheo có mặt ở đây đều đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo. Dù là vị tỳ kheo đến sau cùng, chỉ cần nương theo đạo của ta mà tinh tấn tu hành, nhất định có thể chứng nhập Niết Bàn. Này các thầy tỳ kheo thân yêu, đây là lời giáo huấn sau cùng của ta. Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình. Hãy làm ngọn đèn của chính mình. Hãy tỉnh giác, hành trì chánh pháp, chuyên chú vào nội tâm của các con. Hãy quay về nương tựa nơi chính mình. Đừng nương tựa vào ai khác. Tất cả đều là vô thường. Các con hãy tự an trú giữa mọi sự đổi thay, tinh tấn không giải đãi, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Ngài Buddha, Ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Tội nghiệp của con sâu nặng, làm sao thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi này được chứ? Cảm giác tội lỗi cứ bao vây lấy con, thì hãy tìm ra nguồn gốc của nó. Ajatasattu à, mỗi sớm mai thức dậy, khi mở mắt ra, tự trỗi lên điệu nhạc du dương, nhịp điệu hài hòa khiến chánh pháp dần dần sinh trưởng. Tất cả các Bà La Môn, triều thần và các quan lại đều cảm nhận được chánh pháp này. Các quan có niềm tin chân chính, vậy thì muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp chân chính. Hình như là Nalasa, đệ tử của tiên nhân Asita. Lời tiên đoán của tiên nhân Asita đã trở thành hiện thực. Thời gian và hoàn cảnh biến hóa đổi dời, hài nhi năm ấy đã giác ngộ thành Buddha. Ngài đem hạnh phúc đến cho hết thảy chúng sanh. Còn may mắn chứng kiến cuộc hành trình của Ngài từ Siddhartha đến lúc thành tựu quả Buddha. Nơi nào có bước chân Ngài đi qua, nơi ấy đều trở thành thánh địa. Đó hoa từ bi tuyệt đẹp đã nở rộ trước mặt chúng con, hương thơm ngào ngạt sẽ xông ngát lớp lớp người sau giải thoát thành Buddha. Sắc thân trang nghiêm vi diệu của Ngài ra đi, nhưng ngọn đèn do Ngài thắp lên có thể điểm thêm triệu triệu ngọn đèn khác. Hạnh phúc thay cho chúng sanh đã được sống cùng thời với Buddha. Buddha xưa nay không cầm gươm, chưa từng kéo binh gây chiến, nhưng Ngài lại là một chiến sĩ dũng cảm nhất, vĩ đại nhất, đã chinh phục được toàn thế giới. Ngài khai sáng nên một nhân gian hoàn toàn mới mẻ, đấng phi phàm tuyệt luân. Ngài chính là Buddha. Anan, bây giờ chúng ta hãy chăm vàng củi thôi. Thầy Maha Kassapa sắp đến rồi. Em muốn đợi thầy ấy. Thầy Maha Kassapa đến rồi. Đạo sư Maha Kassapa đã biết trước Buddha sẽ nhập Niết Bàn, cho nên đã đi bộ suốt 6 ngày 6 đêm không hề ngủ nghỉ. Nhờ vậy chúng tôi mới được nhìn thấy Buddha một lần sau cuối. Nam mô A Di Đà Phật. lớn.